Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với vấn đề 15. Ở vấn đề này chúng ta sẽ làm một ví dụ nhỏ. Và ví dụ của chúng ta sẽ áp dụng lại các hàm để liệt kê cấu trúc tập tin thư mục đến cấp 2. Ở đây các bạn thấy phần hình vẽ của chúng ta có một cấu trúc kê thư mục như thế này. Chúng ta có thư mục ở ngoài cùng ABC, File, Email, Index. Khi chúng ta thực hiện thì nó sẽ liệt kê như thế này. Chữ D viết tắt của Directory cho biết đó là thư mục. Chúng ta có thư mục ABC, thư mục File, thư mục Email, thư mục Index.bsd và các thư mục con của thư mục File. Các bạn thấy dựa vào phần hình vẽ, chúng ta thấy chữ F viết tắt của File. Chúng ta có file abc.ini, file abc.txt, folder chill, thư mục def.txt. Đối với folder email, chúng ta cũng có một file con, đó là file def.txt. Và ở ví dụ này, chúng ta chỉ liệt kê cho đến thư mục cấp 2. Do đó ở đây tập tin abc.ini là con của folder chill, nó không hiển thị ở bên đây. Các bạn quan sát. Bây giờ chúng ta sẽ thử thực hiện ví dụ này. Tôi quay lại phần mã nguồn của chúng ta. Chúng ta sẽ copy folder 14 và chúng ta tiếp tục với folder 15. Tôi sẽ thay đổi lại một số thành phần ở folder 15. Chúng ta sẽ bỏ đi các file BSP. Ở email chúng ta cũng có một tập tin def. Tôi vào folder file. Ở đây tôi tạo thêm một folder con nữa, đó là folder chill chẳng hạn. Chúng ta tiếp tục tạo ra một file abc.ini trong folder chill. Như vậy, dựa vào cấu trúc như thế này, chúng ta sẽ xây dựng một file bsp để nó hiển thị kết quả như phần live vừa rồi. Phần kết quả của chúng ta hiển thị sẽ có dạng như sau. Ở đây là các thẻ UL. Chúng ta có các thẻ LI để liệt kê. Đầu tiên các bạn thấy chúng ta có folder file. Folder chúng ta viết tắt chữ D 2.abc và đóng LI lại. Tôi tiếp tục copy các giá trị này. Tiếp theo chúng ta có folder là file. Tiếp theo chúng ta có folder là email. Tiếp theo chúng ta có các file. Ở đây là chữ F, bởi vì chúng ta sẽ đến với file. Đầu tiên file abc.es. Tôi sẽ liệt kê trước và chúng ta sẽ thực hiện phần chức năng sau. Ở đây là abc.ini. Tiếp theo abc.txt, def.txt. Và cuối cùng đó là index.php. Chúng ta sẽ liệt kê ra như thế này. Tiếp tục, ở đây các bạn thấy chúng ta mới liệt kê các tập tin và thư mục ở cấp thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đến cấp thứ hai. Tiếp tục vào folder file. Như vậy nó sẽ nằm ở đây, folder file của chúng ta. Tiếp tục có các UL và các thẻ LI ở bên trong. Folder file chúng ta có đầu tiên, các bạn thấy chúng ta có folder chill. Folder chúng ta viết tắt là chữ D, chill. Tiếp theo chúng ta có tập tin abc.ini, abc.txt, df.txt. Tôi copy các giá trị này, chúng ta đưa vào đây và chúng ta định dạng lại. Tiếp theo tôi vào folder email. Các bạn thấy chúng ta có một file con, đó là file df.txt, nên tôi cũng đưa nó vào đây. Như vậy ở đây chúng ta bổ sung thêm một thẻ UL và thẻ LI. Sau đó tôi sẽ thử vào file index.bsp của folder 15. Tôi sẽ vào folder 15. Các bạn thấy kết quả sau khi chúng ta thực hiện nó sẽ phải liệt kê ra như thế này. Như vậy làm sao chúng ta có thể thực hiện được? Tôi sẽ quay lại phần mã nguồn của chúng ta. Tôi sẽ thực hiện phần chức năng ở phía dưới này. Chúng ta tạo ra một thẻ HR để chúng ta phân biệt đâu là phần mà chúng ta tạo bằng tay và đâu là chúng ta tạo bằng mã nguồn BSP. Đầu tiên tôi cũng sẽ duyệt qua tất cả các tập tin và thư mục trong folder 15. Tôi sẽ tạo ra một biến data. Chúng ta có thể gọi hàm opendir, chúng ta có thể gọi hàm scandir đều được. Ở đây tôi sẽ gọi hàm scandir. Tham số chúng ta truyền vào là thư mục hiện hành, do đó tôi truyền vào dấu chấm. Chúng ta sẽ thử in ra mảng data.
Ở đây là data. Tôi reset lại. Các bạn thấy mảng data của chúng ta liệt kê được các folder cũng như là các tập tin ở thư mục gốc. Tuy nhiên, nếu chúng ta quan sát ở thư mục gốc, lúc này chúng ta sẽ không hiển thị các thư mục là thư mục hiện hành và thư mục cha. Như vậy, chúng ta sẽ xử lý các vấn đề này như thế nào? Đầu tiên, tôi sẽ duyệt qua mảng data của chúng ta. Tôi sẽ gọi một vòng lặp for each để chúng ta duyệt. Ở đây là data s key cho đến value. S key cho đến giá trị là value. Cứ mỗi lần như vậy thì các bạn thấy chúng ta sẽ đặt ra một biến reset chẳng hạn để cuối cùng chúng ta trả về được các thẻ UL và LI này. Như vậy tôi đặt một biến reset. Và biến reset của chúng ta luôn luôn bắt đầu bởi thẻ UL và nó kết thúc cũng bằng thẻ UL. Do đó tôi sẽ thực hiện như sau. Tôi tiếp tục copy giá trị này, chúng ta đem xuống dưới. Lúc này sẽ là thẻ UL đóng. Và khi chúng ta for each thì chúng ta cần kiểm tra, đó là chúng ta sẽ không hiển thị dấu chấm và dấu hai chấm. Như vậy chúng ta đơn giản, chúng ta sẽ gọi một phần if để chúng ta kiểm tra. Nếu như value của chúng ta, nếu mà các bạn chưa chắc chắn là value thì các bạn có thể thử echo giá trị value, chúng ta bổ sung thêm br để cho nó xuống dòng và chúng ta đối chiếu xem value có phải là các tên của tập tin và thư mục hay không. Tôi sẽ thử truy phép lại. Các bạn thấy chúng ta hiển thị được tên của các tập tin và thư mục. Như vậy value chính là giá trị chứa tên. Ở đây chúng ta sẽ thử kiểm tra như sau. Value của chúng ta nó sẽ khác. Đầu tiên đó là dấu chấm và nó sẽ khác đó là dấu hai chấm. Như vậy đây sẽ là dấu hai chấm. Nếu như điều này xảy ra, chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Nếu điều này xảy ra, reset của chúng ta tiếp tục, nó sẽ nối thêm chuỗi LI. Ở đây là LI tiếp theo nối đến value. Tiếp theo là thẻ LI đóng. Chúng ta cứ thực hiện tương tự như vậy. Ở đây chúng ta thêm dấu chấm phẩy và tôi sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy chưa có kết quả gì cả, tôi sẽ thử kiểm tra lại. Do là vì chúng ta chưa echo ra biến reset, tôi sẽ echo ra. Ở đây là reset. Tôi tắt đi phần echo này. Và chúng ta sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy chúng ta chưa có phần hiển thị kết quả, tôi sẽ thử kiểm tra là một lần nữa. Ở đây reset của chúng ta bằng UL. Các bạn thấy phía cuối tôi lại gán bằng là sai, ở đây phải là chấm bằng. Và tôi reset lại. Các bạn thấy chúng ta đã hiển thị được ABC. Ở đây là abc.ies, abc.ini, vân vân. Ở đây chúng ta cần lưu ý thêm một vấn đề nữa. Đó là nếu như value nó là một folder thì chúng ta sẽ hiển thị thêm chữ D. Ngược lại thì chúng ta sẽ không hiển thị chữ D. Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra ở đây. Để kiểm tra nó có phải là một thư mục hay không, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ gọi đến hàm idea. Ở đây tôi truyền vào đó là idea. Và chúng ta truyền vào đường dẫn mà chúng ta muốn kiểm tra. Đường dẫn của chúng ta các bạn thấy nó sẽ có dạng như thế này. Đó là dấu chấm cho biết thư mục hiện tại. Tiếp theo nó sẽ nối với đó là biến value. Như thế này. Nhưng chúng ta có thể ghi gọn lại như sau. Chúng ta thay dấu nháy đơn bằng dấu nháy đôi. Và ở đây chúng ta chỉ cần ghi như thế này. Bởi vì các bạn thấy trong dấu nháy đôi thì chúng ta có thể ghi biến như thế này được. Và nó hiểu đây là một biến. Nếu như điều này xảy ra cho biết rằng value là một thư mục. Nếu value là một thư mục thì tôi sẽ có giá trị này. Tôi đưa vào đây. Và ở đây chúng ta sẽ bổ sung thêm chữ D. Ngược lại, nếu như không phải là một thư mục thì reset của chúng ta nó sẽ là chữ F. Ở đây nó sẽ là chữ F. Sau đó chúng ta sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy folder ABC tập tin abc.es, chúng ta đã hoàn thành được hiển thị chữ D và chữ F. Bây giờ chúng ta còn một vấn đề nữa.
đó là chúng ta sẽ phải hiển thị phân cấp như thế này. Ở đây các bạn thấy chúng ta có ABC, ở đây ABC, tiếp theo folder file, chúng ta có folder file. Tuy nhiên đây là các tập tin, nó là con của folder file, nó phải hiển thị nằm trong folder file. Như vậy chúng ta sẽ phải thực hiện như thế nào? Tôi sẽ quay lại phần mã nguồn. Chúng ta sẽ suy ra một vấn đề như thế này. Nếu như value của chúng ta là một folder, ví dụ value của chúng ta là folder file, thì như vậy chúng ta sẽ phải tiếp tục vào folder file để chúng ta lấy ra những tập tin và thư mục là con của folder file. Như vậy ở đây tôi sẽ thực hiện như sau. Ở phần kiểm tra giá trị này, nó là một thư mục, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện. Chúng ta sẽ gọi lại hàm scandir, và ở đây tôi không đặt data nữa mà tôi đặt là data chill. Tiếp tục scandir. Lúc này đường dẫn của chúng ta sẽ thay đổi, không còn là thư mục hiện hành nữa, nó sẽ tiếp tục thư mục hiện hành xuyệt vào folder value. Sau đó chúng ta lấy được mảng data chill và chúng ta tiếp tục gọi lại hàm foreach. Tôi sẽ gọi lại hàm foreach một lần nữa, bởi vì lúc này chúng ta đang vào folder file. Lúc này không còn là data mà là data chill. Add key chill, chọn đến value chill. Chúng ta ghi như thế này để chúng ta không bị nhầm lẫn. Ở đây chúng ta tiếp tục kiểm tra. Nếu nó là thư mục, như vậy tôi tiếp tục copy đường dẫn này, chúng ta đưa xuống đây. Lúc này vào value và tiếp tục vào value C, tất nhiên là value chill. Nếu như điều này xảy ra, chúng ta sẽ chạm lại ở đây một tí để các bạn không bị rối. Tôi copy giá trị này. Nếu như chúng ta vào được folder chill, chúng ta kiểm tra nó có phải là folder hay không. Nếu nó là folder thì ở đây là chữ D và ở đây là value chill. Ngược lại, nếu như nó không phải là folder thì chúng ta sử dụng giá trị này, và ở đây là value chill chứ không còn là value nữa. Chúng ta sẽ thử kiểm tra lại. Value chill gán vào biến reset. Cuối cùng ở đây chúng ta không đóng vội thẻ li chỗ này, chúng ta sẽ bỏ nó. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục, đó là mở thẻ của ul, và cuối cùng chúng ta mới đóng ở phía dưới. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ đóng cho thẻ ul, đó là đóng cho thẻ này. Tiếp tục chúng ta đóng cho thẻ li, ở đây là đóng của li. Bởi vì các bạn quan sát, ví dụ chúng ta vào file, như vậy các bạn thấy li của chúng ta lúc này nó tương đương với giá trị ở đây. Tiếp theo chữ D và ul, chữ D, tên của file và ul. Cuối cùng chúng ta mới là đóng ul và đóng li, đóng ul, đóng li. Bây giờ tôi sẽ thử refresh lại. Tôi refresh, các bạn thấy chúng ta có lỗi ở dòng 50. Tôi sẽ thử kiểm tra lại. Ở dòng 50 chúng ta thiếu dấu chấm phẩy, và tôi refresh lại. Các bạn thấy đây là cấu trúc thư mục mà chúng ta đã liệt kê. Ở đây chúng ta còn một vấn đề nữa, đó là chúng ta sẽ không liệt kê dấu chấm và dấu hai chấm. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện như sau. Tôi sẽ gọi ở đây, chúng ta tiếp tục gọi một hàm if để chúng ta kiểm tra. Nếu như, tôi sẽ thuộc vào trong một tí, nếu, và tôi copy lại nội dung này, chúng ta đưa xuống đây, value thay bằng value chill, và các nội dung này di chuyển vào trong phần if, định dạng lại. Chúng ta sẽ thu gọn lại các phần mã nguồn này. Ở đây tôi cũng xóa đi những dòng không cần thiết. Sau đó tôi sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy chúng ta hiển thị như sau: folder ABC, tập tin ABC, IES, một loạt tập tin. Tiếp theo folder file, chúng ta có các folder con ở bên trong. Folder email, chúng ta có df.txt, và cuối cùng đó là tập tin index.bsp. Chúng ta có thể thử liệt kê ở phần Zen Studio và chúng ta so sánh. Folder ABC không có gì cả. Tiếp theo folder file, ở đây chúng ta có folder file, nó có 3 tập tin, 3 GF và 1 folder.
Ở đây các bạn thấy nó không liệt kê tập tin abc.ini, và email chúng ta cũng có một file df.txt. Như vậy quá trình liệt kê thư mục đến cấp 2 của chúng ta đã thành công. Và các bạn thấy nếu như chúng ta muốn hiển thị thêm tập tin abc.ni thì chúng ta sẽ phải thực hiện như thế nào? Nếu như muốn hiển thị thêm tập tin abc.ini, có phải là chúng ta sẽ phải tiếp tục vào đây? Lúc này Valucy là một folder, nó là chiêu, thì chúng ta tiếp tục, chúng ta gọi hàm scandir, chúng ta tiếp tục for each để chúng ta lấy ra những tập tin và thư mục con ở trong nó. Như vậy phần mã nguồn chúng ta tiếp tục tăng lên. Và nếu như folder của chúng ta hoặc là hệ thống tập tin của chúng ta tôi có 10 cấp thì các bạn nghĩ rằng phần mã nguồn của chúng ta nó sẽ dài bao nhiêu? Và để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ phải học thêm một nội dung chúng ta mới có thể giải quyết được nó. Và nội dung này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn ở phần thứ 3, đó là chúng ta tìm hiểu về kỹ thuật để quy trong PHP.